Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đường DH13 nối từ đường 385 dẫn vào khu công nghiệp phố nối A đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn còn khoảng 200 mét nữa chưa được đầu tư sửa chữa đã gây ảnh hưởng lớn tới tình hình trật tự an toàn giao thông. Các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn bởi toàn bộ bề mặt đường đã bị băm nát, nhiều nơi như những chiếc ao bẫy người đi đường. Người tham gia giao thông phải thận trọng mới điều khiển được phương tiện đi qua đoạn đường trên, bởi nếu không thận trọng, xe rất dễ bị lật bất cứ lúc nào. Mặc dù không vào giờ cao điểm nhưng tại đây liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Do là tuyến đường chính dẫn vào khu công nghiệp nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, huyện Văn Lâm và Ban Quản lý Khu Công nghiệp Phố Nối cần phối hợp đầu tư nâng cấp nốt đoạn đường còn lại để các phương tiện đi lại thuận lợi, an toàn. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu có 28 cột điện nằm giữa đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 28 cột điện này nằm dưới đường đã nhiều năm nay, nằm rải rác tại 4 khu phố như khu phố Vinh Quang có 10 cột điện, khu phố Phủ có 6 cột điện, khu phố Thông Quan Hạ có 10 cột điện và khu phố Thông Quan Thượng có 2 cột điện. Việc những cột điện nằm giữa đường như thế này khiến cho người tham gia giao thông chỉ cần sơ ý một chút là có thể xảy ra tai nạn, nhất là vào các buổi chiều tối. Được biết, đã nhiều lần Ủy ban Nhân dân thị trấn Khoái Châu và người dân kiến nghị lên các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch di rời cột điện nằm giữa đường, tạo điều kiện cho người tham gia giao thông tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài gần 20 km. Trên tuyến đường này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi mà hệ thống đường gom tránh quốc lộ 5 chưa được xây dựng. Một trong những mối đe dọa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lớn nhất trên tuyến đường này đó là tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều. Tại những khu vực có nhiều doanh nghiệp dễ dàng bắt gặp hàng đoàn xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đi ngược chiều đường. Tình trạng này vừa gây mất trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5 và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần do ý thức của người tham gia giao thông chưa nghiêm chỉnh, chấp hành pháp luật. Thì có phần nguyên nhân khách quan đó là trên tuyến đường này mới có 6 cầu vượt chưa đáp ứng nổi nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong khi đó, những chiếc cầu này lại bố trí chưa phù hợp, cách xa các công ty, nhà máy và xí nghiệp. Trong khu công nghiệp đi ra, người dân thường hay đi ngược chiều. Tôi thấy như vậy rất nguy hiểm. Đúng kiến nghị các cơ quan chức năng là làm sao hoàn thiện cái hệ thống đường gom để công nhân đi làm các khu công nghiệp lúc giờ tan tầm ra thì đảm bảo an toàn hơn. Ngoài sự nguy hiểm bởi các phương tiện đi ngược chiều đường trên quốc lộ 5 còn có nhiều lối mở rất nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua đường. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người xảy ra. Gần đây nhất, vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 công nhân thiệt mạng trong khi dừng xe để sang đường thì bị ô tô tải đâm vào. Công nhân đi về cũng có một đoạn là người ta đi ngược chiều là khoảng mất độ khoảng 100 mét. Ví dụ như Thành Long, rồi Ni Oa, rồi Bao Bì thuộc khu phố nối thuộc khu như Quỳnh A đấy, thì là qua tiếp xúc cử tri, kể cả cử tri trong xã rồi là đi tiếp xúc trên huyện cũng đã đề nghị là cấp trên sẽ có cái dự án đầu tư gì đấy mà xin về cho xã để làm cái tuyến đường gom của xã để tránh công nhân đi ngược đường. Quốc lộ 5 có mật độ người và phương tiện lưu thông rất lớn. Việc xây dựng hệ thống đường gom trên tuyến đường này để đảm bảo sự an toàn cho công nhân và nhân dân trong khu vực đi lại là giải pháp quan trọng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh tai nạn giao thông xảy ra. Do đó, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào cần sớm nghiên cứu xây dựng hệ thống đường gom tại những khu vực đông dân cư, nơi có nhiều doanh nghiệp trên quốc lộ 5 để nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.